Tôi là anh Vũ, cùng người anh em Hà Anh. Chơi với nhau được mười mấy năm ấy. Nhớ hồi còn đi học ở Nghệ thuật Hà Nội, cũng thân nhau lắm. Mà chả hiểu sao từ ngày ra trường chúng tôi mỗi người một nơi, dù vẫn hít chung bầu không khí ngột ngạt của Hà Nội. Thế rồi gần đây, tự nhiên như một món nợ đến hẹn phải trả, anh em chúng tôi gặp nhau và lại kè kè như hình với bóng. À, tôi là Hình nhá. Vẫn là những chàng trai mải chơi trong lốt người cao tuổi, chỉ khác là giờ cả hai không còn vô tư như mười mấy năm về trước nữa. Chúng tôi bảo nhau, đi chơi đâu thì đi, cũng phải mang về ít nhất một video đi cảnh hoặc thử thách ăn uống gì đấy, và một ca khúc hai anh em song phi để còn post lên YouTube cho khán giả đỡ quên mặt, còn cho bầu show còn biết anh em tôi vẫn hoạt động nghệ thuật để mà gọi nữa chứ. Ngay lúc này đây thì chúng tôi đang có mặt ở Đà Nẵng, một địa danh đã quá nổi tiếng trong và ngoài nước nên chắc chả phải giới thiệu gì. Nhưng có lẽ mọi người mới chỉ biết đến một Đà Nẵng xinh đẹp và hiện đại thôi, mà quên mất rằng nơi này vẫn còn khá nhiều khung cảnh hoang sơ và nên thơ rất đáng để khám phá. Ví dụ như là bãi Yên Ngựa này chẳng hạn. Chẳng cách đâu xa, nó nằm ở ngay phía tây bắc của bán đảo Sơn Trà. Di chuyển từ trung tâm ra đến nơi mất khoảng 25 phút, đi bộ xuống con đường mòn, chúng ta đã có nguyên một bãi tắm riêng tư, phục vụ bóng mát và những góc ngả lưng miễn phí, đủ để mơ những giấc mơ tuyệt vời giữa ban ngày ban mặt. Đại khái là nó rất vắng vẻ, nên chúng ta muốn múa gì thì múa. Ngay sau khi ý tưởng nấu cơm ngoài bãi biển trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ bật ra, chúng tôi đã huy động ngay mấy anh em đồng bọn thổ địa, bản xứ, các kiểu đến để trợ giúp. Mục đích chính là cho bãi biển nó đỡ bị vắng quá. Mọi người lại tưởng hai anh em tôi đang hẹn hò dưới bóng dừa lả lơi. Thế thôi, chứ cũng chẳng có gì khác cả. Hello mọi người, mình đang rửa rau để mà chuẩn bị cho bữa trưa cho anh em. Ở đây có rất nhiều những loại rau thơm này. Đấy, rau mùi, rau này rau mình rất là thích ăn. Đấy, rau ngổ này, khế này. Rau rửa nước muối luôn mọi người ạ. Sau khi dùng nước biển để rửa rau cỏ, thịt cá, tôi mới phát hiện ra là để nhóm được lò không phải chuyện đơn giản khi trong tay chỉ có cành củi, lá khô nhặt nhạnh ở xung quanh. Giấy. Bạn đang hóa vàng hả à, bạn? Ừ. Bạn có cái giấy gì không? Giấy ấy. Giấy cuốn à? Và đặc biệt là việc quản lý ngọn lửa ngoài thiên nhiên hoang dã thì không khác gì việc chúng ta phải để tâm tới từng việc nhỏ trong cuộc sống của mình đâu các bạn ạ. Chỉ một giây sao lãng thôi, đời nó sẽ cho ta biết thế nào là trên sống dưới khê, tứ bề nhão nhoét nhoèn nhoẹt ngay. Mình đang nấu cơm cho anh em. Gạo này nhìn này thôi nhưng mà rất là ngon nhá mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ơi. Nục nhá. Đây là cá mú, mình sẽ làm một nồi canh. Đây cá mú này, làm một nồi canh chua. À, thực đơn hôm nay anh em tôi sử dụng toàn bộ đều là sản vật địa phương nhá. Những con cá thuyền chài tươi rói rói, gỡ thẳng từ lưới ra là bỏ vào nồi. Còn rau cỏ cà chua thì trong rừng không có, nên mấy anh em phải đi chợ từ trước. Ở giữa bãi biển hoang sơ lại được ăn một bữa chuẩn cơm bạn nấu thì chúng ta mới có thể hiểu được giá trị của bữa ăn chuẩn cơm mẹ nấu nó là như thế nào các bạn ạ. Cá kho, canh chua, rau sống và cơm cùng toàn thể các anh em trai đẹp đến từ miền Bắc và miền Trung nhá. Cảm ơn anh em nhá. Chào anh em nhá. Rất tuyệt vời, quá ngon luôn. Cảm ơn bên trưởng. Cảm ơn anh em đã đến và món cá cực kỳ ngon mà rất vừa miệng, thơm. Chan cái nước cá và ăn cơm với cơm rất là ngon mọi người ạ. Chan cái nước cá và ăn cơm với cơm rất là ngon mọi người ạ. Mà nhá mọi người nhá, cái canh chua này nhá là mọi người phải dùng đúng cái muôi này. Múc này, ăn nó mới ngon.
Đây mọi người nhìn này, múc là một canh riêng cái canh chua này là mọi người phải dùng đúng cái canh cái muối này. Đây như này. Đấy, uy tín luôn mọi người ạ. Quá chuẩn. Đấy, đấy, đấy. Múc cho tôi ít rau. Nước không phải dưa gì. À múc rau. Ừ, múc cho tôi ít rau. Rau phải khế. Đừng múc nước. Đùa anh em cả nhau. Ơ, mà sao bạn không gấp nhờ? Mà sao bạn không gấp nhờ? Đây, đây tôi bảo. Đây, ví dụ bạn không gấp mà bạn lại bảo tôi múc vào như nào? Không phải, vấn đề là như này. Ví dụ các anh em muốn đây là môi thủng là mình chỉ bạn nới ra một tí thôi. Chảy nước ra mà. Bạn mình á. Ai người ta gọi là cái khó lo cái khôn đấy mà. Đây. Rồi, 4 giờ rồi bạn. Ui, 4 giờ rồi á. Đến đây tôi rửa xong rồi rửa rau, nấu cơm rồi các kiểu sau đây. Bạn chỉ ăn mới ngủ lại giờ. Chỉ ăn mới ngủ lại giờ. Bạn đang cầm quả lê, bạn bảo tôi chỉ ăn. Tôi đang gọt lê để cho bạn ăn đấy. À ok. Nhìn từ đằng sau trông như kiểu anh em đang lắp đít với bạn ạ. Cứ để chúng ta bạn hàng trước à? Giống anh em bạn. Tôi thấy bạn giúp tôi được nhiều lắm luôn ấy. Tôi thật cả bạn là đàn ông phiên phiến thì đi. Đem một tí thì có làm sao. Thế sao bạn đàn ông phiên phiến một tí. Sao bạn không bơi đi? Bạn cứ đứng trong bóng râm ăn lê làm cái gì mà bạn lại mắng tôi. Ok. Ôi chào bạn nhá. Tôi ra khơi đây. Đi bạn ơi. Ra biển lớn đi bạn ơi. Nhân tiện bạn mình vừa mới xuống nước thì mình sẽ đứng ở trên bờ để giới thiệu cho các bạn một chút nhá. Đây là bộ môn chèo súp hay còn gọi là chèo ván đứng đang hot hòn hòt trên toàn thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam đâu nhá. Và nếu các bạn muốn xem hot thế nào thì cứ 5 giờ sáng hàng ngày đi ra bãi biển Mỹ Khê là sẽ thấy 500 anh em cầm súp lao ra biển như lính thủy đánh bộ luôn. Mà giá thuê thì rơi vào khoảng 200-300k mình thấy khá là hợp lý. Một chiếc súp có thể đi 2-3 người, vừa khỏe vừa an toàn vì mỗi người sẽ được phát một chiếc áo phao. Theo mình ấy, đi chèo súp nên rủ thêm bạn bè hoặc là người yêu vừa vui hơn, mà có người nếu mà không chèo thì cũng tiện đứng ở trên bờ có gì còn hô hoán. Cậu Nga. Mà sao đây là bộ môn chèo ván đứng mà chưa thấy bạn mình đứng tí nào, toàn thấy quy với nằm, chả hiểu kiểu gì luôn. Mà anh em cũng nên để ý một chút về vấn đề thời tiết nhá. Hôm nào trời đẹp thì hãy đi chèo, còn hôm nào mà trời xấu, biển động thì thôi có lẽ là để khi khác nhá. Đây rồi, đoạn này rất là gần bờ này. Rồi mình sẽ quay xuống cho các bạn xem nhá. Nào, xuống nước nào. Có rất nhiều khái niệm về thành công, nhưng đôi khi có những chuyến đi chơi, thành công chỉ là mỗi người một túi rác mang về. Mọi người đi chơi nhớ để ý bảo vệ môi trường nhá. Của bền tại người mà, các cụ nói có sai đâu. À, một điều cuối cùng nữa phải lưu ý khi đi chơi ở bãi yên ngựa này. Mọi người đừng quên cất đồ đạc cẩn thận, không là rất có thể khỉ nó sẽ nhảy mất cả loa đấy. Đây. Đây chính là lần cuối cùng mình nhìn thấy chiếc loa thân yêu đã theo mình hơn 4 năm trời. Thế mà. Thôi, nhân tiện thì cái ảnh các bạn đang xem được cắt ra từ một bài hát của anh em mình nhá. Và ca khúc mang tựa đề Giấc mơ tình yêu. Xin mời các bạn xem luôn. Vẫn biết yêu người xa vời,
say. Người về đây với anh cùng tình yêu khát khao, hòa mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về. Trọn đời vui nhé em, đừng rời xa giấc mơ. Ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào. Mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi xanh đôi anh và em cùng giấc mơ. Tầm này này, hoàng hôn ăn bàn khá đẹp. Thế xong rồi là anh em mình đi ở đấy thôi, anh tối ăn thẳng ở ăn luôn. Ừ, nhờ. Không, mình cứ đi về Hội An đi, xong rồi mình ăn uống ở
mình lang thang ở đấy một tí, chụp ảnh, viết các thứ. Xong rồi mình đi xuống ăn bàn ngắm hoàng hôn, xong rồi mình quay lại làm một chút tour. Là hết cả tối em đấy. Chốt thế nhá. Chốt nhá. Chốt đi. Con này nó đi trước rồi các bạn ơi. Vội thế. Nghe ăn uống vắt nè, chạy ngay. Rất cảm ơn mọi người đã xem video đến tận giờ phút này. Cảm ơn mọi người đã nghe anh em chúng tôi hát và xem anh em chúng tôi lên thuyên. Hy vọng là mọi người sẽ thích series này và cùng đồng hành với Đồ Ngon, Nhạc Hay trong những số tiếp theo nhé.